Chào mừng các bạn trở lại với kênh Sang Ngọc TV nha. Mình vừa ra công viên thì thấy con diều này thả lên đầu tiên nè các bạn. Con này thả lên đầu tiên đối với mình thôi, chứ trên bầu trời mình thì cũng có vài con diều rồi các bạn. Đây là một con diều sáu màu đen nè. Bên đây cũng có con diều sáu màu đen luôn các bạn. Hiện tại thì trên bầu trời mình đã có ba con diều sáu rồi các bạn. Xuất hiện toàn là diều sáu siêu khủng không nha các bạn. Nay do trời gió khá là lớn nên các bác toàn thả diều to thôi. Thank you.
đang chuẩn bị lên siêu phẩm con diều sáu khổng lồ nha các bạn. Do nãy giờ lo quay một số con diều khác nên con hình ảnh con này chưa quay rõ cho các bạn xem. Thả diều cũng được một lát các bạn, thì trời thì mưa râm râm rồi, các anh các bác đang thu diều lại các bạn.